Chào mừng quý thính giả đến với kênh Nghe Chuyện Hay. Quỳnh Sao rất vui được gặp lại quý thính giả trong khung giờ đọc truyện trên kênh Nghe Chuyện Hay. Hôm nay, Quỳnh Sao gửi tới quý thính giả một truyện ngắn viết về miền núi hay của nhà văn Nông Quốc Lập, truyện ngắn Con Ma của Dòng Sông. Quý thính giả hãy chia sẻ cảm nhận của mình sau khi nghe xong truyện ngắn nhé. Và để được nghe chuyện hay sớm nhất trên kênh, quý thính giả đừng quên nhấn đăng ký, bật chuông nhận thông báo. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng nghe. Nó đang ngồi ăn với thằng bạn thân trong quán phở. Chẳng biết có một lực hút nào đó ghê gớm khiến nó phải nhìn ra ngoài. Lẽ nào là cô ấy? Trái tim nó như nhảy múa trong lồng ngực. Đôi đũa từ tay nó rơi xuống dưới nền xi măng khô khốc. Tao vừa nhìn thấy mẹ của thằng Tuấn An, hình như nó. Bạn hỏi, nó bị điên ngày càng nặng đúng không? Vậy là mày đã nhìn thấy. Ừ, thôi ăn đi, rồi còn đi chơi hội xuân, hát đối đáp giao duyên. Nó giục bạn. Hơn 30, nó vẫn chưa lấy được vợ. Kẻ phụ bố nó luôn mồm than với anh em gần xa. Anh em chúng nó đều đã yên bề gia thất cả rồi, chỉ còn thằng Khởi, không hiểu sao chưa lấy được vợ. Người ta cho pét dừng lư. Giờ, ngày tháng năm sinh của bọn con gái về đấy. Nhưng xem chẳng có cái mệnh nào hợp. Bác bá xem ở bản còn có đứa nào thì tâu, về cho nó cho ở khụ này được nhờ. Khụ than với bá làn, con chị gái khụ. Ở làng bá còn có một người, để bá hỏi cho. Bá làn nói. Đúng phiên chợ Thung Khuê sau, bá làn đã đem pét sườn lư về cho khụ. Khụ tức tốc đem sổ mệnh của gia đình cùng tờ mệnh bằng giấy đỏ của phấn cô gái ấy đem đến thầy xem. Xem kỹ, thầy chỉ nói lấy được, khiến ké phụ vui nở từng khúc ruột. Tiền, gạo nếp, nhà không đủ, lợn trong chuồng còn chưa thành lợn quay. Không có thì ta đi vay, mượn của anh em hàng xóm mỗi người 5-10 cân gạo nếp, rồi sẽ trả dần trong những mùa vụ sau. Cưới được vợ cho thằng Khởi, ông bà khụ hết trách nhiệm lớn của người làm cha làm mẹ. Ngày cưới của nó cũng như rất nhiều lễ cưới. Nó nấy những tay chỉ trỏ, nhưng không nghe được câu nào vì tiếng loa đài, tiếng cười nói ồn ào. Lại có tiếng lầy cọ ở gian nhà dưới, súng bắn vào đây, tiếng nổ cũng chỉ như cách pháo tép. Làm lễ xong, nó cùng vợ đi mời rượu các mâm để nhận những lời chúc phúc. Nhưng ngày vui chóng tàn, Phấn là con vợ lười, đỏng đảnh, bị chồng nhắc thì giận hờn, liền bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Khởi cứ dăm ba ngày lại đến đón vợ, xin lỗi bố mẹ vợ, xin lỗi cả vợ, dù không hề có lỗi. Con lần vào mùa vụ, vợ nó chưa chịu theo nó về. Nó cùng bố mẹ xuống nang, gầm nhà sàn, đào xới phân tơi xốp, gánh phân ra nương xa. Vợ nó ngồi trên nhà nói cười với thằng Sử. Sớm dậy nó quải đôi thùng ra bỏ gánh nước. Về đến nhà, vợ nó vẫn chưa ra khỏi buồng. Ông bà Hình thật có phúc khi có được một thằng rể chăm làm. Cứ như rể là vợ, vợ là rể vậy. Khởi nghe người làng khen như vậy, nó không hiểu thâm ý. Có lần nó đã khóc ở nhà vợ khi vợ cương quyết không theo nó về. Nó kể cho thằng bạn thân nghe. Bực mình, bạn nó nói nó là kẻ vô dụng. Mày đã làm xấu mặt bọn đàn ông con trai của cả làng kỉnh này rồi. Mày cứ để vợ mày làm như thế, rồi có ngày nó lên ngồi ngay trên đầu của mày đấy. Nhiều lúc nó tự hỏi nó có đáng mặt một thằng đàn ông hay không. Nó tự hứa với lòng mình sẽ phải cương quyết hơn trong mọi công việc. Nhưng rồi nó lại chịu thua khi nhìn vào thằng con trai đang tuổi ăn học.
Nó không muốn con nó xa mẹ, hay xấu hơn là phải mất mẹ. Nhưng nó càng níu kéo thì vợ nó càng đi xa ngoài tầm kiểm soát. Như sợi dây cao su, khi đầu kia trọng lực quá nặng, nó sẽ không thể co về mà sẽ đứt. Rồi vợ nó bỏ đi theo người đàn ông khác. Ngày nào nó cũng gọi điện cho vợ một hai cuộc. Nó chỉ muốn hỏi vợ một câu: mày có còn nhớ thương thằng Tuấn An không? Nhưng vợ nó hoặc không bắt máy, hoặc cho người đàn ông xa lạ nghe máy. Nó chưa kịp nói thì người đàn ông kia đã thao thao bất tuyệt. Anh không biết chăm sóc vợ thì để tôi chăm sóc cho. Tôi cảnh cáo anh, đừng suốt ngày gọi điện cho cô ấy. Từ giờ hãy để chúng tôi yên. Nó thấy đầu óc quay cuồng, đất trời chao đảo. Hồi lâu nó định thần lại. Mày là đồ dùng của thừa, báo gì, tao biếu đấy. Mày chỉ là thằng giữa đường gặp cánh hoa rơi, hai tay hứng lấy cũ người mới ta. Mày... Nó còn định nói thêm nhiều câu độc hơn nữa, nhưng bên kia đã ngắt kết nối từ bao giờ. Nhiều lúc nó nghĩ vợ nó bỏ đi chưa chắc đã phải vì nó. Vợ nó bỏ đi tại cha mẹ nó không biết chiều con dâu. Mày đừng có mà láo. Đừng thấy vợ bỏ đi là quy tội cho những người xung quanh. Tao đã bảo với mày bao nhiêu lần rằng con vợ mày cái đuôi của nó còn dài hơn cả hồ ly. Hễ thấy trai là tí tởn lên ngay. Những hôm mày không có nhà, nửa đêm nó vẫn nói chuyện điện thoại với trai. Nhiều câu nói của nó tao nghe mà thấy ngượng. Tao đã nói với mày rồi, nhưng mày nào có nghe. Giờ thì thấy chưa? Loại đàn bà đó bỏ đi mà không nhớ thương đến con cái thì mày cũng không nên tiếc làm gì. Kẻ phụ nói: nhưng tôi không thể nuôi con một mình được. Sao không nuôi được? Thiên hạ người ta vẫn gả trống nuôi con đấy thôi. Mà nói thiên hạ làm gì cho xa xôi, ngay ở cái làng này thôi đã có hai ba người nuôi con một mình rồi. Phấn đang nằm trong vòng tay của gã đàn ông xa lạ. Khởi nghĩ, cái của thằng đó nhất định to hơn, dài hơn của nó, nên vợ nó mới bỏ nó đi theo. Được rồi, Phấn ạ, mày đã không nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng, không nghĩ đến con cái, thì tao sẽ bất nghĩa với mày. Nhất định mày sẽ phải trả giá. Mày có đi chợ không? Nó hỏi Phính. Hôm nào tao chẳng đi chợ, không đi lấy gì về mà ăn. Mày kiếm cho tao một con cá chép. Mày muốn con như thế nào? Tầm nửa cân độ xuống là được, nhưng phải còn sống. Bày đặt, sống hay chết rồi cũng dán lên, nấu lẩu. Không, mày cố lấy cho tao cá sống nhé. Hết bao nhiêu tiền về tao trả. Phính lấy làm lạ. Năm nay nhà khởi bắt đầu cúng táo quân về trời sao? Nhưng còn hơn tuần nữa mới đến 2-3 tháng chạp mà. Nó thả con cá xuống cái càng ốt. Dụng cụ đựng nước tựa như cái vải. Đậy nắp kỹ càng, nó mở chiếc hòm gỗ ra để lấy 8 chữ tượng trưng số mệnh của Phấn, gấp tư lại, cho vào một cái túi ni lon màu trắng, hư qua ngọn nến để bịt lại. 3 lớp nhựa đảm bảo nước sẽ không thể thấm làm ướt tan tờ giấy mệnh màu đỏ được. Nó tháo chiếc cần câu được dắt dưới mái ngói, lấy sợi dây cước cuộn tròn lại cho vào túi quần. Giờ nó cầm cái xô màu xanh, đi đến cái càng ốt, vớt con cá chép, đổ vào cái xô, xách ra bờ sông. Đến nơi nó rút cái kim trong túi ra, xỏ vào đuôi con cá chép. Trên đó có 8 chữ của vợ. Nó cắm cái cột to bằng ngón tay cái, cao nửa thân người xuống đất, đầu trên buộc 3 bông lúa nếp.
Dưới chân là cây kéo bằng gỗ hai lưỡi, nó cứa vào cột. Một thanh kiếm gỗ dài bằng gang tay, đặt ngang cây kéo chỉ về hướng núi Khao Đán. Xong đâu đấy, nó mới rút bật lửa từ trong túi quần, châm ba nén hương, gỡ những đồng tiền cắt từ giấy bản ra. Nó bắt đầu bài chú mà ông thầy dạy cho nó. Con xin cúi lại thần sông, con xin vái thần núi Khao Đán, con quỳ trước sơn thần thổ địa. Cây có rễ khỏe mới có tán lá tươi xanh che mát cho con người. Sông có nguồn trong, con người uống không bị mắc bệnh. Bản thân con không muốn làm ác với bất kỳ ai, nhưng người ta, con vợ con đã làm ác với con. Trăm lần con muốn điều hay, nghìn lần con muốn điều tốt, vạn lần con không muốn gieo cái ác, bởi con biết gieo cái ác rồi sẽ nhận được quả ác. Nhưng hôm nay con phải làm ác với người mà một thời đắp chung tấm chăn, ăn chung một nồi, mở chung một cánh cửa sớm tối. Con buộc 8 chữ của nó vào đuôi thần cá chép. Khi nào con cá chép vẫy đuôi, người đó sẽ phải nhảy điên như con cá vùng vẫy dưới dòng nước. Chừng nào 8 chữ chưa được lấy lại, khi nào lời nguyền chưa được thu hồi, thì người đó sẽ không bao giờ khỏi điên. Nó khấn xong, hai tay nâng con cá thả xuống dòng sông sâu trong xanh. Nó quay bước về nhà, bóng tối đã đầy sau lưng. Trên núi Khao Đan, tiếng con sóc giục người cài then cửa nghe vội vã. Trên cây nghiến cổ thụ, con cú già cũng bắt đầu cú cú, nghe rờn rợn. Tiếng rúc của nó làm đôi chân của người thợ săn cũng phải chùn khi bước vào rừng. Hôm nay con cú rúc sớm hơn mọi ngày thì phải. Tiếng rúc của nó thả vào không gian, đập vào vách đá Khao Đán, rồi lại. Âm thanh bị khuếch tán, hồi về, nghe như tiếng mèo hoang trên núi động đực. Nó không dám ngoảnh mặt lại nhìn, nó sợ có ai đó nhìn thấy nó vừa làm một việc ác. Đêm nằm nghe thấy những tiếng cú rúc, tiếng con lăm củm vọng về từ trên núi Khao Đán, làm nó giật mình. Thỉnh thoảng lại có cả tiếng con báng cười sằng sặc, nghe rợn tóc gáy. Mỗi lần báng kêu, trong làng sẽ có người chết. Ngày còn vợ nằm bên cạnh, nó không sợ những thứ âm thanh ghê gớm đó. Nhưng giờ nó cảm thấy sợ hãi, nhất là sau phiên chợ, người ta nói vợ nó đã phát điên. Ngày tung tăng nhảy nhót như một đứa trẻ, quần áo rách không đủ che những chỗ cần phải giấu. Mái tóc đen dài được vợ chăm chút mượt bóng, giờ xác xơ, rối như tổ quả. Gặp người là cười hỉ hà, tiện đâu ngủ đấy. Có người nói với nó, vợ nó dắt tay thằng thèn điên đi lên hang trên núi cầu chùa chen phùa, rồi chẳng ai nhìn thấy nữa. Có người nói, vợ nó và thèn điên đã biến thành một đôi vượn, suốt ngày đu cây, đuổi nhau, đùa giỡn trên những mỏm đá tai mèo. Có người đi lên núi, bỗng chạy về mặt biến sắc khi thấy một đôi vượn to chưa từng có. Hình như chúng biết nói vài câu tiếng người, và chúng không có dấu hiệu sợ người. Thế màu lông của chúng ra sao, đen hay đốm? Người kia nói, sợ quá không còn để ý nữa. Những câu chuyện đều đến tai nó. Nó chỉ muốn cho vợ một bài học, nhưng sao lời nguyền quá độc địa, hại vợ nó không còn biết đâu là nhà, hại vợ nó biến thành loài thú vượn. Khi cầu khấn trong thâm tâm, nó chỉ muốn thằng đàn ông đó biết vợ nó là người đàn bà không bình thường mà từ bỏ. Vợ nó về nhà mẹ đẻ, nó sẽ hóa giải lời nguyền, rồi đón vợ nó về ở cùng, cho có vợ có chồng, có con có mẹ.
một gia đình lại êm ấm như xưa. Nhưng tất cả đã không như nó mong đợi. Ra chợ ai cũng nói, con Phấn là vợ thằng La Minh Khởi, làng Kháo Đan. Ngày xưa con đó đẹp người, tốt tính thế mà bị điên. Đúng là hồng nhan bạc phận. Thằng Tuấn An đi học, cũng bị lũ bạn trêu, có người mẹ điên hóa vượn, sống cùng thèn khùng trên núi. Rồi mẹ nó sẽ đẻ ra những con vượn người. Thằng con xấu hổ quá không dám đi học. Khởi phải lên báo cáo nhà trường có biện pháp ngăn những lời đồn để con tiếp tục đến trường. Vợ bỏ đi gần năm trời, cũng gần ấy thời gian nó nhịn sinh hoạt. Gặp những người đàn bà sớm quá bụa, thân hình trẻ phơi phới, khiến nó cảm thấy toàn thân như có hàng vạn con lửa đang cắn xé. Thằng con trong người nó trỗi dậy, nó không muốn người ta nhìn thấy, nên lúc nào tay nó cũng đút túi quần. Nó cầm cái của nợ sang một bên, nó rút tay khỏi túi quần, nhưng cái thứ đó vẫn cộm lên. Thành thử, người ta tưởng nó đang đút một cái chuối trâu trong túi quần. Loại chuối nhà nó trồng nhiều, mùa nào cũng có buồng chín. Nó khao khát được làm tình với những người đàn bà sớm quá chồng. Nó đã từng ngủ với chiêm khi cô nhờ nó đến sửa bảng điện. Nó hét vào không gian tĩnh lặng. Thầy cũng nghe nó phân trần tỏ ra thông cảm. Ngày đó thầy đã khuyên nó không nên hại người. Giờ nó muốn phá bỏ lời nguyền, thầy có thể truyền cho nó bài chú hóa giải. Bài chú có rồi, nhưng bây giờ làm sao lấy lại 8 chữ đang đính vào đuôi con cá chép. Con sông Bắc Vọng dài đến 30 cây số, nhiều vực sâu, hang ngầm. Mấy tháng trôi qua, bao trận lũ làm ngập sông ngập suối, không biết con cá đang ở chỗ nào. Răng lưới bao giờ mới bắt được con cá? Nó không thể đổ thuốc độc làm con sông chết. Phải bắt được con cá còn sống, đem con cá tới đây, ta sẽ làm phép gỡ lấy mệnh trên mình nó. Thầy nói với nó như thế. Có cách nào khá hơn không thầy? Nó hỏi thầy Hiệu. Cách ư, có đấy, nhưng mà khó lắm đấy. Khó con cũng làm. Thầy viết giờ ngày sinh tháng đẻ của nó vào tờ giấy màu xanh, dùng ấn triện lên trên bản mệnh. Thầy bảo nó đem lá mệnh được dán sẵn, đem buộc trên cây nghiến cổ thụ vào đêm rằm sau khi gà đã lên chuồng, nơi khởi nguồn của dòng sông Bắc Vọng. Thầy dặn nó trước khi đem mệnh của nó treo lên trên cành cây, nó phải ra bờ sông làm lễ tạ, thu hồi 8 chữ mệnh của vợ đem về nhà thầy. Trước khi làm việc này, nó phải nói với người đáng tin cậy nhất, nơi treo cái mệnh của nó. Sau này còn biết lên đó gỡ xuống hóa giải. Nó phải buộc lá bùa trước khi con cú xúc lên từng hồi. Nhưng từ nhà thầy ra bờ sông, nơi trước đây nó phát lời nguyền độc, về đến bản kình của nó, gà đã lên chuồng từ lâu. Nó chưa kịp nói với ai về cái mệnh của nó. Nó đi thẳng lên nơi có cây nghiến cổ thụ. Nó bám cành cây màn lên. Nó lựa một cành cây chắc chắn, buộc tờ mệnh vào. Nó vừa buộc, miệng vừa lẩm bẩm. Oan có đầu, nợ có chủ. Con đã chót phát lời nguyền độc ác để hại người thân của con. Nay con xin chịu phạt thay vợ, mong thần linh chứng giám. Cúi xin thần linh, hãy để vợ con trở lại thành người bình thường. Nói xong thì châm 3 nén hương đốt vào, buộc vào cành cây có treo 8 chữ mệnh. Làm xong, nó theo cành cây leo về phía mỏm đá lớn. Trăng đã nhô lên khỏi dãy núi Khao Đán. Từ trên, nó nhìn thấy con sông Bắc Vọng một vệt xám chảy dài về phía đông. Trên mặt sông lấp lóa ánh trăng, một người phụ nữ đang tắm. Khoảng cách xa mờ ảo bởi màn sương mỏng,
nhưng nó có thể hình dung người phụ nữ này có một thân hình đẹp tựa tiên xa. Nhưng chỉ trong chốc lát, bóng người phụ nữ đã biến mất vào khoảng không mênh mông, để lại dòng sông buồn vắng lặng. Người đó là vợ nó ư? Con người ta trở về thực tại bao giờ cũng muốn rửa sạch những vết nhơ không đáng có. Nó đang lâng lâng trong tưởng tượng, thì từ phía mặt sông, đoạn chảy qua chân núi có một bóng người cao lớn, cưỡi con cá vàng bay lên khỏi mặt nước, bay về phía cây cổ thụ. Luồng sáng đó đến chỗ đặt bàn hương án hoán đổi trên ngọn cây thì biến mất. Nó nghĩ đó là con ma của dòng sông. Con ma đó theo lệnh của thần sông đã đem con cá chép trở về, giải thoát cho vợ nó khỏi kiếp điên đoạn này. Giá như đêm nay nó chưa phát điên, ngày mai đến phiên chợ Thung Huê, nó muốn biết tin về vợ nó. Nó muốn được nhìn thấy vợ nó bình an trở về từ trên núi cầu chùa Trang Phùa trước khi thay vợ trả báo ứng. Xong, nó vừa rời khỏi mỏm đá đi xuống 10 bước chân, tiếng con cú già thành tinh đã rúc lên cu cu cu. Nó cảm thấy đầu óc choáng váng, đôi chân nó đang dẫm trên con đường đầy đá tảng mà cứ như đang đi trên mây. Ta phải về nhà, mồm nó làm nhảm. Con cú già rúc cu cu, xong bước chân nghiêng ngả của nó lại đi về phía bờ sông. Đi mãi, nó đi tìm người trên con sông dài vô tận. Người vợ được giải thoát cũng đang đi tìm nó. Chào mừng quý thính giả đến với kênh Nghe Chuyện Hay. Trong khung giờ đọc truyện hôm nay, Quỳnh Giao mời quý thính giả cùng nghe một truyện ngắn hay của nhà văn Thế Lữ, truyện ngắn Thoa. Quý thính giả hãy chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe xong truyện ngắn nhé. Và nếu nghe truyện trên kênh lần đầu, quý thính giả hãy nhấn đăng ký kênh, bật chuông nhận thông báo. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng nghe. Thoa được chừng 4 tuổi thì cả nhà không còn hy vọng gì nữa. Cái buồn khổ cũng không cay độc lắm vì họ đã dự biết từ lâu. Tuy trước đó, cha mẹ Thoa vẫn thường tự nhủ. Con bé chậm nói cũng nên, nhưng trong tiếng thở dài rõ ràng có ý chán nản. Họ lấy những trẻ chậm miệng nhất trong chỗ quen biết để làm chừng, đợi thêm 8-9 tháng nữa cho già hạn. Thoa chỉ ấm a ấm ứ chứ không thành một lời nào. Sau cùng ông bố nói lên trước nhất cái câu mọi người chỉ dám nghĩ thầm. Con Thoa nó câm thực rồi. Họ hàng nín giữ riêng lấy những lời bàn ra nói vào. Và cha mẹ Thoa cũng ít khi thở than. Người ta đã cam tâm chịu lấy cái tai họa. Nhưng trong gia đình trước kia sung túc của ông Tú Đạt, Thoa từ đó khôn lớn một cách thầm lặng và nhún nhường. Cùng với hai chị và một anh, Thoa vẫn được chăm nom. Song người ta coi Thoa như một cây cảnh thừa. Tiện thể thì tưới bón, hưng ý săn sóc vẫn là phần những cây khác cùng luống. Anh và chị Thoa chú ý đến Thoa chỉ vì sẵn có kẻ để trêu ghẹo, nhưng chán rồi cũng để Thoa yên. Không dám tranh giành, lại hay bị bắt nạt, Thoa chỉ thủ thỉ một mình với những vật nhỏ mọn để làm đồ chơi. Cái nút thủy tinh, những sợi dây gai, lọ dầu quất thần vứt đi, hay cái bầu ấm chuyên vỡ. Những thứ ấy, cùng với những mảnh sành hoa, hòn sỏi nhẵn, cũng đủ cho Thoa giải trí được hàng ngày. Thoa đến một góc hiên, xếp hàng cả ra trước mặt, cầm lấy từng cái mà xem, miệng mím, mắt đen láy vui thích, rồi vội vàng thu cả lại, lảng đi chỗ khác khi có bóng người. Thoa sợ nhất giờ anh chị đi học về. Lúc ấy thì những báu vật của Thoa đã giấu kín trong hộp sắt tây,
và Thoa ngồi cháo mắt nhìn ra, lo sợ, nhưng quả quyết. Ba mẹ là người tỏ ra thương hại Thoa hơn cả, không mấy khi ở nhà, mải miết công việc buôn bán. Ông Tú cả ngày cầm sách nho giơ lên dưới tầm mắt kính và ngượng ngùng mỗi khi nhận thấy có Thoa ở gần. Có lẽ ông coi Thoa như ứng quả một điều bạc đức xa xôi. Dù sao, Thoa không bao giờ được ông bố ngó ngàng tới nữa. Ông Tú không hay nói, lãnh đạm với mọi sự và mọi người. Từ hồi tiền của trong nhà kém sút và bà Tú phải xuôi ngược vất vả, ông bỏ mất tính giao du ngày trước, để hết tâm trí mỏi mệt vào tập sách nho và bộ ấm chén chè tàu. Con cái cùng với người nhà phải lặng lẽ xung quanh ông. Ông không để ý đến ai, nhưng riêng đối với Thoa, Thoa nhận thấy một sự tị hiềm mập mờ và dai dẳng. Bà Tú về nhà được một đôi ngày ít ỏi nào, thì sự vui ấm dồn cả xuống nhà ngang, rồi lại tất tả theo bà đi mất ngay. Thoa lại nuôi vào sống trong cái phận im lìm, cuộc đời như lẫn cùng bóng tối. Đứa bé nhận hiểu nỗi thiệt thòi từ khi khối óc ngây thơ bắt đầu có những ý tủi hờn. Thoa giữ địa vị con cái một cách kín đáo, một cách rụt rè, không biết đòi hỏi đã đành, nhưng cũng không mong ước. Người ta cho gì thì nhận nấy. Bữa cơm Thoa không bao giờ đợi cho ai phải tìm gọi. Tắm rửa người ta giúp Thoa cho đến khi Thoa biết tự múc nước và dùng khăn lấy. Cái lược là vật châu báu kỳ ảo mà Thoa không hiểu sao anh chị mình coi thường. Thoa sớm biết mọi điều giữ gìn săn sóc đến mình như là để khỏi bận cho người khác. Chung đụng với Thoa trong khi ăn và trong lúc ngủ, mà hai chị Thoa với anh Thoa như quên hẳn Thoa đi. Sự lơ đãng ấy là do sự cách biệt lạnh lẽo của người trong nhà này, mà cũng do thái độ đứa bé thiệt phận. Thoa khác nào cái im lặng mà Thoa giống tính chất, vẫn có đấy mà người ta ít khi nhận ra. Cái bóng nhỏ bé và lủi thủi kia quanh quẩn trong khu vườn vây bọc lớp nhà cũ ở Hoàng Mai. Thoa không bao giờ bước ra khỏi cổng, cố ý tránh sự tò mò của người ngoài và của cả người hàng xóm. Họ hàng đã từ lâu thưa không qua lại. Khi nghĩ đến cái họa hiện đến nhà ông Tú, họ chỉ nhớ đứa bé ú ớ cái miệng ngoan ngoãn, hai trái đào đen và đôi mắt sáng. Đứa nhỏ kháu khỉnh mà họ từng biết 6-7 năm đã qua. Một lần, mẹ Thoa cùng về nhà với một bà cô lấy chồng tỉnh khác. Bà vừa vào đến cửa đã cất tiếng gọi, giọng đầm ấm và ngọt ngào. Đâu? Nào, cháu gái út của cô đâu? Con Câm đâu? Ra đây với cô. Bà lên chào ông Tú rồi mới xuống nhà ngang đợi. Mẹ Thoa rụt gọi 2-3 lượt mới thấy con Câm ở trái hiên chậm chạp bước ra, tay buông xuôi người, mắt đen nhìn thẳng chân chân. Gần tới bà cô, Thoa chợt đứng lại. Tội nghiệp, cháu tôi thế kia mà không nói được. Thoa lại đây chơi với cô nào. Những lời ân cần, hồn hậu vuốt ve Thoa cùng với một bàn tay êm dịu. Thoa để yên cho người ta vỗ về. Lần ấy là lần đầu Thoa nghe thấy người ta ôn tồn gọi cái tật của mình bằng cái tên rõ ràng. Nhưng tiếng con Câm nói bằng giọng ít nhân từ hơn cũng đã lâu không làm phật lòng Thoa. Huống chi trong lời chân thực của người đàn bà này lại còn có những tiếng khen mà cũng lần đầu Thoa được nghe thấy. Thoa vẫn biết mình gọn gàng xinh đẹp. Thoa hiểu tự bây giờ rằng nhan sắc mình hơn hai chị, hơn cả chị lớn sắp được đi lấy chồng. Những lời bà đồ vẫn như là một điều chứng nhận, khiến Thoa tin chắc giá trị mình và lấy làm hạ dạ. Năm Thoa lên 10, ông Tú thình lình ốm nặng rồi chết.
Trong hồi bận rộn khóc thương đó, Thoa thản nhiên ngồi xem, riêng hai mắt sáng đen linh động trước một cảnh mới lạ. Rồi theo hai chị mặc tang, theo người thân thuộc đưa ma, bắt chước lễ những bàn thắp hương cắm nến. Thoa vẫn khép nép mà dự vào một công việc quan trọng trong gia đình. Công việc xong, Thoa sẽ trở về với nơi câm lặng của Thoa. Cái chết của người cha để những dấu u ám nào trong tâm hồn kia? Có lẽ Thoa chỉ thấy một sự gì dịu sạt, nhẹ nhàng trong quạnh hiu. Có lẽ Thoa chỉ thấy vắng ở chỗ thường ngày, cái ông già nghiêm nghị buồn rầu, lúc nào cũng ngồi cạnh bàn trà và mắt đeo kính để xem sách. Những kỷ niệm còn sót lại trong tâm tưởng Thoa hồi này là sự huyên náo của một nhà đám. Những tiếng kể lể ai oán hỗn độn với tiếng kèn trống lần lần phai mờ. Những người mặc toàn áo trắng loáng thoáng qua lại với những bộ mặt sụt sùi dưới mũ mấn. Những con mắt đỏ hoe và thóc mách soi mói nhìn nét mặt và bộ dạng của Thoa. Chị Trâm lấy chồng vào đúng dịp này, nhưng đám cưới chạy tang ấy lẫn lộn vào đám hiếu. Thoa chỉ nhớ có người anh rể mà Thoa được trông thấy mấy lần trước khác lạ, trong bộ tang phục và ngộ nghĩnh trong kẻ bơ vơ. Những hình ảnh ký ức kia diễn hoạt hàng giờ, đăm đăm in chìm của Thoa. Cho đến ngày bà Tú không buôn bán nữa, bà trang trải xong công nợ, dọn một ngôi hàng nhỏ trao cho cô Xuyến và nghỉ hẳn ở nhà. Lúc ấy bà Tú mới nhìn thấy rõ người con gái tội nghiệp của bà, và lúc ấy Thoa mới được hưởng sự đầm ấm. Thoa vẫn tinh ý sớm, lòng thương yêu đủ cho hai người tìm cách hiểu nhau. Bà Tú bảo ban Thoa, dẫn dụ Thoa, thêm khéo cho cái tay thêu thùa nấu nướng đã sẵn tài. Bà ứa nước mắt thầm nhận thấy con gái mình có đủ cả nét, đủ thông minh và nhan sắc. Đôi mắt Thoa quấn quýt mẹ, gồm tất cả mọi tinh ý cảm động ở đời. Thoa đổi khác hẳn trước. Nụ cười của nàng có duyên và rất linh hoạt. Vẻ nhìn của nàng là lời nói mà bao giờ bà Tú cũng nghe thấy. Bà Tú thường vuốt tóc Thoa bà bảo, con trâu, con báu của mẹ đây. Cái tật không nói của Thoa pha những vị chua chát vào nỗi sung sướng của người mẹ nhân từ. Thoa thì không nghĩ ngợi gì, tươi tốt thỏa thuê như bông hoa gặp mùa nắng ấm. Nhưng hạnh phúc của Thoa không bền. Bà Tú ở nhà được mấy tháng cũng lại thụ bệnh rồi mất. Thoa khóc nghẹn đến ngất đi, tỉnh dậy rú lên những tiếng đứt ruột. Thoa gieo mình ôm choàng lấy sang mẹ khi hạ huyệt, và trên đường về người ta phải ghì tay mà kéo một người con gái rũ rượi, hai mắt điên cuồng. Thoa ốm liệt giường hơn 8 tháng, ngần ngơ ngót 2 năm nữa. Đau thương không khiến cho họ thân yêu nhau, và Lạc, người con trai, vừa hỗn xược vừa lêu lổng. Những tiếng tăm người ta níu giữ từ trước được ùa chạy ra, người ta nói đến quả báo từ những đâu đâu. Thoa còn nhỏ mà khôn ngoan hơn, lấy thế làm khổ sở nhất. Sự nghèo túng hiện đến mau chóng lạ. Lớp nhà trước còn đem cầm đỡ, rồi sau bán hẳn. Người anh rể chồng Trâm không kịp can thiệp để ngăn đón những mưu mô lừa lọc của một người họ xa. Rồi Xuyến theo tình nhân, bạn của em trai nàng. Lạc cũng phiêu bạt chẳng biết tới đâu, mang theo số còn lại ở món tiền bán nhà mà hắn đòi giữ. Thoa trở nên gánh nặng cho người chị cả Thanh Bạch và đã có 3 con. Thoa như hiểu ngay từ đầu sự gượng gạo của Trâm. Những lời tử tế quá phải lẽ Trâm nói khi đem Thoa về nuôi, chỉ để tô điểm một cử chỉ không thể đừng được. Cho nên Thoa cố dọn lấy một nơi kín đáo nhất trong cảnh ăn nhờ chị. Thoa tìm cách thu hẹp địa vị của mình lại,
ẩn náu trong một sự ngừng lặng hết mực để đỡ vướng bận mọi người. Thoan luyện lọc dần dà cho sự sống của Thoa nhẹ nhàng, ăn khớp với cuộc đời mới. Thoa Khâu giúp chị sắm sửa cho các cháu mà Thoa mến, nhưng chúng sợ không hay đến gần. Rồi Thoa được người ta đưa cho những kiểu áo len để tan, những mặt gối để thêu với những công việc may cắt nhỏ. Suốt ngày nọ sang ngày kia, Thoa ngồi ở một góc nhà, cúi đầu xuống kim chỉ và cũng như xưa ở với cha mẹ. Thoa khiến được người ta không nhắc nhở đến sự có mặt của mình. Tháng năm qua đi, cùng với cuộc đời hoạt động bên ngoài, người thiếu nữ cặm cụi vẫn ngồi mãi một nơi âm u và điểm vào những ngày lặng lờ của nàng một đôi tiếng thở dài rất nhẹ, rất dịu. Dưới khuôn mặt hòa đối kia, đẹp một vẻ thanh tao trầm tịch. Không ai biết được có những nỗi niềm, những nguyện ước gì. Thoa 17 tuổi rồi, đôi mắt đen láy nhìn ra dưới cái vầng trán trắng mịn, đã làm cho những người vô tâm nhất cũng phải sững sờ. Cái Tết thứ hai sau năm hết tang mẹ, chị Trâm thêm vào số tiền Thoa kiếm được trong việc khâu đan, đã mua cho Thoa một chiếc khăn nhung và một cặp áo xuyến. Thứ quà ấy là một thứ hảo tâm chợt có, nhưng cũng khiến người cho có một chút quý mến chân thành đối với người nhận. Còn Thoa thì sung sướng rõ ràng. Hôm đưa hàng về, chưa may thành áo, Thoa đã ướm đi ướm lại mãi, miệng rung rung phát một nét cười, đôi mắt loáng ướt. Sự vui vẻ của nàng biểu lộ vì biết bao ngày lặng khép đã thấm vào lòng Trâm một thứ cảm động rất ngọt ngào. Tết năm ấy người ta mới bớt quên Thoa, một chút điểm trang cũng tôn hẳn nhan sắc của nàng lên. Và cử chỉ tử tế của Trâm như đưa tới cho nàng một sự vỗ về cùng với những ý nghĩ sung sướng. Người thiếu nữ sớm trầm ngâm kia như trẻ hẳn lại. Miệng nàng, mắt nàng và cả thân thể nàng là sự hớn hở tươi đẹp của tuổi ngây thơ. Trâm khen, cô à khéo làm đỏm tệ. Trâm mỉm cười để giữ một câu không tiện nói đùa về việc chồng con của Thoa. Dưới mắt ngấm nghía của chị, Thoa làm vẻ nũng nịu óng ẹo thêm. Nàng đi ra đi vào, lấy chầu mời Trâm, vẫy Trâm lại và sửa khăn cho nàng. Nàng chúm chím và nghiêng đầu liếc Trâm. Ôi, giá Trâm hiểu biết được sự biết ơn của nàng trong đôi mắt chan chứa. Lần thứ nhất nàng được Trâm đưa đi lễ chùa, đến nhà một vài người họ gần. Vị ấm áp của ngày vui cùng với những cảnh sắc linh động còn lâu mãi sẽ là những câu chuyện hứng thú để nàng rủ rỉ với riêng nàng. Thoa lại thấy đời sống đành phận của Thoa không phải chỉ một màu tối lạnh như xưa nữa. Từ cái Tết đáng yêu đó, một cột tươi hồng đã đánh dấu cho bước đời về sau. Thoa dần dần được dự vào việc nhà của chị một cách gần gũi hơn. Mấy cháu Thoa đã không tránh xa nàng. Ngoài những lúc khâu vá, đan may, Thoa thường giúp chị công việc bếp nước. Trâm không hay gằn hát xa xôi như trước nữa, và cách bổn phận phải nuôi em, Trâm cũng đã thấy nhẹ nhàng hơn. Rồi sảy đứa con nhỏ của Trâm bị trận ốm nguy kịch, Thoa thương khóc và chăm nom hơn cả bố mẹ nó. Đứa bé khỏi, tình ruột thịt của hai chị em như đậm đà thêm. Trâm thấy nàng săn sóc bé Tuyên và thấy đứa trẻ quấn quýt Thoa đã nhiều lần bảo: thôi đấy, con của dì đấy, tôi cho dì. Thoa nhếch miệng cười, vẻ mặt lững lờ một ý tự phụ sung sướng. Chỗ ngồi của Thoa trong góc gia đình ấy không còn cô tịch lắm nữa. Thoa cũng không phải để tâm dè dặt và lo ngại như trước. Có được một chút yên vui bằng phẳng cũng là có hạnh phúc lớn rồi. Nếu đôi khi phải lúc Trâm bực mình thì tiếng ra rít của nàng chỉ để trách hai đứa em vô luân thường, không biết sống chết ở đâu.
Nghe chị nhắc đến Lạc và Xuyến, Thoa nhắm miệng lại nhìn đi, kéo mạnh thúng khâu vào lòng và không ngừng lên nữa. Nàng tỏ ý ghét hai người ấy lắm, điều đó rất được lòng Trâm. Việc buôn bán của anh rể Thoa gặp được nhiều dịp may, hòa khí gia đình nhờ sự sung túc mà không sút kém. Thoa có đưa cho chị những số tiền nhỏ mọn mà công may cắt người ta trả nàng, thì Trâm từ chối với một ý rất kể cả, thấy lòng mình rộng rãi, có độ lượng với một cô em số phận hẩm hiu. Trâm lại được thứ tình cảm ngậm ngùi đến vuốt ve lòng như mỗi lần ái ngại cho em. Không, Trâm không thể nào không mến thương nó được. Cái địa vị bé bỏng của Thoa thế là đã vững chắc. Ngày tháng gắn bó chặt thêm, nhiều sự xảy ra bên ngoài Thoa đã chú ý đến. Thoa nghe kể lại những vui buồn ly hợp trong lúc trầm mặc, đưa mũi kim hay lựa nhát kéo dưới tai. Thỉnh thoảng người chị sẵn lòng hơn lại bàn bạc với Thoa về việc rửa cho chồng con hay về cách buôn bán. Thoa phần nhiều chỉ chịu chuyện hoặc ngỏ một vài ý kiến riêng bằng những cử chỉ giản lược mà là cách biểu diễn của nàng. Thoa rất khéo ra hiệu và những điều cần phô diễn không có gì lạ thường. Đến cả những cháu của Thoa cũng hiểu được ngay. Hoặc giả nàng giấu những điều khó nói. 4-5 năm Thoa mới có thêm một bộ quần áo nữa và một đôi hoa tai. Nữ trang vẫn là cái niềm hạnh phúc đằm thắm nhất trong sự sống của nàng. Thoa xếp rất kỹ lưỡng trong cái hòm riêng của Thoa cùng những thứ chẳng ai biết là gì, nhưng xem chừng Thoa quý trọng giữ gìn rất cẩn mật. Khi rỗi rãi và nhà yên ắng, Thoa lại núi húi xếp đi xếp lại những cái của báu trong hòm. Sự vui thích trẻ thơ cũng giống như ngày nào Thoa ngồi bày nút chai, những mảnh ấm để ngắm nghía. Vậy mà nàng đã trên 20 tuổi. Thời gian và kỷ niệm không làm kém cái màu xuân xanh trên khuôn mặt hiền dịu. Nhưng sự lặng lẽ của Thoa với những cử động quá chừng thong thả đã khắc sẵn những vẻ đúng mực của ngày già. Qua một Tết này, Thoa lại yên tâm đợi đến Tết sau. Chỉ có trong dịp ấy, Thoa được nhiều kích thích êm ái nhất. Nàng trang điểm quá chừng cẩn thận, ngắm mình trong gương không có lúc ngớt, sửa đi sửa lại vành khăn không bao giờ vừa ý, hay kéo lựa mãi cặp áo cho thực sóng là. Nàng tốn bao nhiêu công phu để lấy hết mực gọn gàng. Nhưng sự gọn gàng ở người thiếu nữ này là một vẻ đẹp lạnh lẽo. Tết năm nay cũng giống Tết năm trước, mỗi năm một khô khan. Con gái Trâm hồi ấy đã là một học sinh lớn, mới mẻ, bạo dạn và tươi cười. Thoa được cháu đưa đi chơi ở những cảnh đền chùa xa lạ nhất từ xưa tới nay. Trong đó khách đi lễ ngày xuân không phải chỉ là những người thành tín. Thoa trông thấy những thanh niên hớn hở, những đôi trai gái gần nhau mà không hề ngượng nghịu. Đôi khi nàng lại bắt gặp những con mắt kín đáo nhận thấy nhan sắc của Thoa. Một chút hồi hộp có lẽ làm đôi má kia hồng thêm và những Tết năm ngoái năm xưa đưa lại những tình cảm phơi phới cũ. Thoa có nghĩ đến ngày mai của Thoa không? Tình duyên ở đời gợi những tư tưởng gì trong lòng người xấu số? Và những ngày dài nối tiếp nhau đi, Thoa ngồi trong câm lặng. Tiếng thở dài của Thoa dịu nhẹ, còn mang những ước mong tha thiết nào nữa chăng? Năm Thoa 29, Thoa đem cái áo cánh bông mới may ra mặc. Khi qua chiếc gương lớn, Thoa đứng lại nhìn mãi cái bóng mình. Nàng chậm chạp đưa hai tay lên áp má, thờ ơ vuốt xuôi xuống, rồi ngơ ngác nhìn lại chung quanh. Trở về chỗ ngồi, đường kim của nàng lơ đãng hơn thường.
Nàng cặm cụi suốt mấy ngày và nhiều lúc buông tay xuống một vẻ chán mỏi. Chị Trâm thì hết ngày hết tháng bận về việc cầm cái họ. Thằng Tuyên vẫn là đứa cháu út ít. Trâm đẻ hai bận nữa đều không đậu. Nhưng Tuyên đã đi học và thôi quấn quýt nàng. Gần nàng nhất bây giờ chỉ có Lan, cô cháu lớn nhất. Những ngày nghỉ, Lan hay ở bên dì, học cắt học thêu, rồi lại bảo cho dì những mũi đan nối mới. Lan lại hay đem chuyện bà giáo, chuyện bạn gái trong trường về thuật lại với Thoa. Cả những chuyện tâm tình nữa. Ngày ngày Thoa coi chừng giờ tan học của Lan và bước chân Lan trở về. Hai dì cháu lại to nhỏ với nhau. Thoa mỉm nụ cười mở phai và Lan khúc khích phô cả miệng răng trắng muốt. Đã có lần Lan nhí nhảnh bảo nàng. Dì ạ, dì đừng giận cháu nhé. Con Phương nó bảo cháu rằng dì đẹp lắm cơ. Nó muốn làm mối cho dì đấy. Nàng lườm cháu, lấy cái thước đo lại hoặc ướm mảnh áo len trên ngực, tay khẽ run. Nhưng nàng biết câu nói đùa, không giận cháu mà cũng không có vẻ tủi thẹn. Nàng thấy Lan vui thái quá, vui vẻ một ý khác thường. Nàng đưa mắt hỏi Lan thì chợt thấy cháu mơ màng xa xôi. Lan nàng chuyện bằng những câu đùa ghẹo thoa. Nàng lại nguýt cháu, vẻ để cho những câu chuyện mối lái vu vơ kia giỡn cợt. Sau đám cưới của một người trong họ, chị Trâm một tối kia ngồi lại bàn với nàng về chuyện nhân duyên của Lan. Có một người bạn buôn muốn hỏi Lan cho con trai học trường thuốc. Thoa lựa chiều ngỏ ý mình và nói đến những quần áo cô dâu mà Thoa trông thấy ở một vài đám cưới gần xóm. Đêm ấy Thoa để đèn đến khuya, mở hòm xếp lại những cặp áo đẹp và ngắm những thứ nữ trang của mình. Tết năm nay, Lan ít đi lễ với nàng, nhưng Thoa được cô Phương và mấy bạn trai của Phương chào mình một cách mến mộ quá đáng. Ở giữa những người lanh lẹn và bọn thiếu nữ giòn giã lộng lẫy kia, Thoa là một bậc nữ lưu cũ kỹ, trong vẻ đẹp nhu mì, sự ngượng ngập của Thoa làm khô khan thêm dáng người gọn ghẽ. Lan về nhà đòi dì thuật lại chuyện mà Lan đã nghe Phương kể từ trước. Lan reo cười khi nhận được những người mà Thoa mô tả và bình phẩm bằng lối nói riêng của nàng. Lan lại nói đùa gì để tránh những câu Thoa hỏi về chàng sinh viên. Cho đến ngày Lan thôi học để về nhà chồng, Lan vẫn nhắc lại câu Thoa nói, nghe đã quen nhưng không thấy nhàm, nhưng không thấy nhàm. Và cũng không đời nào tin. Không ngờ đó là sự thực. Một hôm, Lan ở ngoài hàng chạy vào ghé tai bảo nàng. Đấy, cháu có nói dối gì đâu. Chả tin, rồi chốc nữa dì hỏi đẻ cháu khác biết. Nhà ngoài chị Trâm đang tiếp chuyện một người khách đàn ông. Lúc Trâm đưa khách lên gác nói chuyện với chồng, nàng thấy một người mặc tây, chừng 35-40 tuổi, thong thả đi vào qua mép sân, rồi rành ràng vừa trèo lên bậc thang gác, vừa ngoảnh nhìn xuống. Lan máy, chú họ Phương đấy, gì ạ? Rồi Lan khúc khích chạy coi hàng. Thoa bối rối, nhưng nhất định vẫn không tin. Nàng cố điềm nhiên ngồi đan cho hết một đường nữa, tháo ra đan lại mấy mắt lỗi, rồi sau cùng đặt len xuống thúng, giận Lan sao không trở vào. Chị Trâm ở trên gác dẫn người khách xuống. Thoa lại thấy mình bị người ấy chăm chú nhìn. Nàng nghe trống ngực đập mạnh, cau mày cho đến lúc không còn bóng dáng người trong sân. Lâu lắm Lan vẫn không vào, hình như có tiếng Lan cười sau mấy câu mắng của mẹ. Không, không có gì hết, chỉ là câu chuyện đùa thôi. Lan dè dặt mấy hôm liền. Thoa cũng tỏ vẻ thờ ơ và chỉ mải miết với thúng khâu. Một tuần lễ trôi qua, nàng với Lan không nhắc đến người đàn ông. Đột nhiên một hôm giữa lúc nàng thử áo cho Lan, thì người ấy lại đến.
Lần này Trâm đưa ông ta vào tiếp chuyện ở nhà trong. Nàng thản nhiên nhưng giữ làn lại, không cho bỏ vội bộ áo mới thử. Ông khách đã đứng tuổi, đầu tóc mượt và thưa, vẻ mặt rắn giỏi, không linh hoạt lắm, dáng người vững chãi, nói năng và điệu bộ khoan thai. Thoảng nghĩ bụng rằng ông ta là người tử tế, nhưng cái đó quan hệ gì đến mình? Ông ta nhìn Thoa, Thoa không cảm động đâu, Thoa thấy chính ông ta như ngượng ngập thì có. Và lại, người ta đến đây cũng như bao nhiêu khách khứa vẫn đến. Lan nó sắp lấy chồng nên chỉ khéo ỡm ở đây thôi. Chiều hôm ấy, Thoa thấy chị Trâm đến nhận nha hỏi Thoa về những đồ trang sức cho Lan, rồi lựa lời bảo nàng. Này em ạ, ông Phán Tấn, cái ông đến nhà lúc sáng ấy, mà ông ấy hiền lành tử tế lắm kia đấy. Từ hôm nọ đến hôm nay, cầu khẩn mãi anh chị để xin em. Nàng hiểu rồi, hiểu ngay từ lời đầu tiên của Trâm kia, và không nghe thấy chị nói thêm gì nữa. Tất cả nỗi vui mừng rẻ rữ, nỗi sung sướng lo ngại, trong giây phút ấy thành hình rõ rệt, tươi đẹp và đôn hậu đến quấn quýt nàng. Thoa không còn một ý gì giấu giếm. Nàng cười bằng cả đôi mắt rất linh động của nàng, miệng hé ra một chút chờ đợi rồi ngậm lại. Rồi đưa mắt ý nhị nhìn cái chỗ lúc trước người đàn ông đã ngồi. Nàng thấy một hạnh phúc mới, rạng rỡ nhất, mà có lẽ nàng không bao giờ dám vươn qua một chút tư tưởng. Đến nay, không phải là sự không có thể có được cho đời nàng. Thoa ứa nước mắt mà mặt vẫn tươi. Lần đầu tiên nàng tội nghiệp cho thân và hưởng một vị tủi cực thâm đậm. Thoa biết thêm rằng ông Phán Tấn còn mẹ già và quá vợ sớm. Ông ấy ở vậy nuôi các con nhỏ. Thoa sẽ là mẹ đứa con với hết tấm lòng ấp ủ của nàng. Ông Phán vừa chí thú, vừa là người quảng đại. Tình cảnh của Thoa ông biết rõ và sẽ dành cho một địa vị chững chạc, cũng như đợi ở Thoa một người vợ hiền. Việc hôn nhân này sẽ lặng lẽ thích hợp với cuộc đời hai người. Định hết tang bà cô, ông Phán sẽ xin cưới. Ông Phán Tấn thỉnh thoảng lại đến chơi, rất lễ phép với nàng, và lời nói điềm đạm của ông sao mà có duyên thế. Thoa lại thấy ông có nhiều điều đáng quý mến, có một vẻ sang trọng quân tử ít người đàn ông sánh bằng. Thoa sắm sửa cho Lan và nghĩ đến lúc chính mình về nhà chồng, nàng sẽ đem bao nhiêu tâm trí và khôn khéo ra để gây một gia đình rất êm đẹp. Những câu trêu chọc nàng từ đấy không cần giữ gìn nữa. Trước kia, dù là lời nói của Lan cũng vẫn có nhiều dè dặt để khỏi chạm ý Thoa. Bây giờ nhiều khi Trâm đã dám nhắc đến cả tật câm của Thoa, khen mỉa một cảnh hòa thuận ít điều tiếng. Thoa cũng vẫn sung sướng. Càng có lời chế giễu, Thoa càng được cảm động một tình tứ dịu dàng. Ngày Lan về nhà chồng, Thoa không từ chối là một người trong họ nhà gái đưa sâu. Nàng mừng cháu một chiếc nhẫn vàng, công sức của bao nhiêu ngày tháng tằn tiện. Nàng được cháu biếu lại hai hộp phấn. Lan dạy nàng vẽ môi, thoa má và ép mãi nàng mới chịu tô điểm ngay trong dịp đó. Ý nàng định dành việc son phấn cho những ngày khác quan trọng hơn. Vắng Lan, Thoa đã thừa cách để khuây buồn. Nỗi lòng chờ đợi nhẹ nhàng, những cảm tưởng quý mến sau những lần Tấn đến chơi. Những lúc trí nghĩ nàng tìm đoán cử chỉ của người đàn ông trong công việc hàng ngày. Bằng ấy ý niệm đến, làm cho những giờ cô quạnh của nàng được ấm cúng. Gần đến tháng quyết định, thình lình bà cô Thoa ở Hải Dương chết. Thoa kiên tâm trước, nghĩ đến cái khoảng thì giờ phải đợi chờ thêm. Chưa đoạn tang cô, Thoa lại được tin
bà thân sinh ông Phán Tấn ốm nặng. Chị Trâm đi thăm về nói bệnh tình bà cụ trầm trọng lắm, nhưng cũng tìm yên ủi Thoa để nuôi cái hy vọng cho chính mình Trâm. Chị Thoa cũng hết lòng mong cho nhân duyên cô em không đến nỗi trắc trở. Tất cả sự quan tâm của Thoa cũng như của mấy người trong cuộc đều dồn về nơi giường bệnh của bà già. Thoa hỏi chị về đường thuốc thang, nhờ chị kêu cầu giúp mình. Và một lần, chẳng biết nghe ai mách, Thoa gửi 40 mua quế tốt để biếu mẹ Tấn. Chưa kịp gửi biếu, bà cụ đã tắt nghỉ. Chị Trâm phiền muộn ra mặt, Thoa không biết nghe, thiết nghĩ gì hết. Ông Phán Tấn cảm động vì cái ý thảo của nàng lắm. Ông thưa đến hơn trước, nhưng mỗi lần có những lời gắn bó, Thoa cũng được vững lòng thêm. Tâm hồn Thoa đã quen với sự thua thiệt từ trước rồi. Cái tang mới kia cũng là cái tang của Thoa. Nàng lại sửa soạn tính tình để chịu lấy. Nỗi trông mong và tính cẩn thận vẫn được nuôi dưỡng một bên. Thoa dè chừng trước một đôi cái tang nữa trong họ gần, họ xa. Để ngộ việc đến thực thì nàng có sẵn sức gánh nặng. Nàng cũng dự tường cả đến lúc nàng hay ông Phán Tấn đau ốm, hoặc quá xa nữa, người đàn ông sẽ gặp tai nạn gì thảm khốc hơn. Điều nàng không ngờ nhất ấy lại xảy đến. Ông Phán Tấn phải đổi đi Sài Gòn. Đâu thế nhỉ? Nhưng sự cách biệt hẳn xa lắm và nguy hiểm lắm, theo vẻ lo ngại của Trâm. Lời ông Phán lúc đến chào đôn hậu và thực thà. Ông nói mấy câu với nàng, tiếng ngượng nghịu và hơi run run, khiến cả tâm hồn nàng ngan ngát ảo não. Hôm ông lên đường, vợ chồng Lan và cô Phương đến rủ nàng ra ga tiễn, nhưng Thoa khẽ lắc đầu. Tuy mắt nàng lộ hết cả ý muốn. Thoa ngồi ở nhà, tưởng đến đoàn tàu hỏa chạy biến về một phương mù mịt. Nàng nghẹn mãi ở cổ nuốt khan bọt và thấy nước mắt nhỏ nóng trên bàn tay. Bức thư thứ nhất của Tấn gửi về một tháng sau có những lời thăm hỏi riêng, xoa dịu đau thương của lòng nàng. Nàng mượn lấy tờ giấy quý hóa kia để nhìn những chữ mà nàng không biết đọc. Thoa cất thư xuống một góc thùng và chờ lúc vắng, vậy gọi đứa cháu nhỏ đến đọc lại cho nàng nghe. Tin tức của người đàn ông về đều được hơn một năm, do những bức thư lời lẽ đơn sơ trung hậu. Rồi có lẽ do công việc bận, Tấn nói phải coi nhiều việc quan trọng lắm, thư gửi về thưa dần. Sau cùng chỉ gần Tết, anh rể Thoa nhận được một tấm danh thiếp chúc mừng cả nhà. Chờ đợi hết năm nọ qua năm kia, để thấy những lời lễ phép hờ hững. Thoa vẫn không tỏ thái độ nào khác lạ. Sự im lặng của nàng hòa vào những tháng ngày bình tĩnh và người đàn bà ấy héo hắt chậm chạp trong một đời lu mờ. Tin tức của Tấn bẵng hẳn rồi. Cái tang cay nghiệt đã hết hạn từ lâu. Trâm đã trở nên bà và bận lo việc cưới vợ cho con trai. Anh rể Thoa giàu có và mệt mỏi, suốt ngày ở trên gác nghỉ ngơi bên bàn đèn. Nhân duyên trắc trở của Thoa, người ta quên cũng đã lâu. Đời hớn hở bình yên, dễ dàng cởi bỏ những vướng bận. Chỉ lòng Thoa còn nhớ. Đôi mắt trông xa của nàng vẫn còn mong ước. Nàng bao giờ cũng thuận theo và chịu lấy cái nỗi đời khắt khe. Nhưng hình như vẫn chờ đợi một sự may mắn vu vơ nào. Nhưng bước đi thong thả ngày một nặng nề thêm, mắt trông lỗ kim đã không đủ rõ. Thoa đã hay mệt yếu và cái miệng ngậm lại đã phảng phất hai nét hằn khóe môi. Ngày Tết, trang điểm vẫn là một việc êm ái nhất của Thoa. Vẻ mặt đã hơi cũ kỹ trên thân hình và trong dáng điệu nàng. Thoa đi lễ một mình, đến chơi với vợ chồng Lan, cho con Lan những áo mũ để dành hồi trong năm. Rồi về đến nhà, Thoa ngồi bên cơi trầu, chúm chím nghe chuyện bọn cháu đến vây quanh,
và xem chúng tíu tít nhận tiền làm mừng tuổi. Mấy năm gần đây, năm nào cũng chỉ thế. Hết Tết, nàng lại gọn gàng sắp xếp vào hòm những bộ quần áo, bao giờ cũng còn mới, khóa kín lại với một vẻ trân trọng trong cử chỉ, rồi lại trở lại chỗ công việc mộ điệu của nàng. Tháng 2 năm ấy, Thoa đã 41. Một người bạn ở xa về chơi với vợ chồng Trâm. Mắt Thoa tươi sáng lên khi nghe nói người ấy ở Sài Gòn xa. Nàng nhẹ tay đặt kim chỉ xuống nhìn ông ta với một cảm tình không che đậy. Không biết chuyện của Thoa và cũng không hiểu những dấu hiệu riêng, Trâm định cản lại. Người ấy tình cờ nói đến Tấn, cho vợ chồng Trâm biết rõ cái điều hai người đã ngờ từ lâu. Tân lấy được người vợ giàu ở chợ lớn, đã thôi đi làm để buôn bán được mấy năm nay rồi. Chị của Thoa nhìn lại phía em thì thấy nàng hơi cúi đầu, khuôn mặt bình tĩnh nhưng nước da xanh một màu đáng sợ. Trâm vội để chồng ngồi với khách, lại gần hỏi Thoa. Nàng thản nhiên ngẩng nhìn chị, cười một nụ cười lạnh lẽo và đưa tay trỏ cuốn chỉ để Trâm lấy lại giùm. Đêm ấy Trâm thức dậy, thấy em còn lịch kịch xếp dọn mãi bên đèn. Trâm không hiểu, lo ngại một sự gì mập mờ, không dám ngủ lại nữa. Sáng hôm sau, nàng thấy em hốc hác ngồi rũ trên góc phản. Thúng khâu và những vải sợi ở đó chỉ để làm vì. Mọi người trông thấy Thoa già tọp hẳn đi. Mười mấy năm ấy vừa qua, trong không đầy nửa tháng. Sự thất vọng ghê gớm của nàng khiến cả nhà kinh ngạc. Thế ra Thoa vẫn mong đợi Tấn thực sao? Thoa bấy lâu không ngờ vực gì sao? Thái độ lãnh đạm của Tấn đã cho mọi người biết sự cố nhiên, trừ có riêng nàng. Hay người ta có thể giữ một ảo tưởng đến bậc đó? Dẫu sao, Thoa cũng đã đến lúc tự biết sự thực. Tất cả năng lực tinh thần của nàng sụp đổ ngay một lúc, cùng với chút nhan sắc còn giữ lại được ở thân hình nàng. Trong tấm áo bông đen, Thoa co ro và ngơ ngác, không thiết gì đến công việc. Hàng giờ ngồi nhìn sững quãng không. Trâm thương em có lẽ chưa bao giờ bằng hồi ấy. Nàng săn sóc coi chừng từng ly từng chút. Và khi thấy Thoa không gượng dậy được nữa, Trâm lao sức đi lo thuốc thang cho em. Thoa không để nài ép bao giờ, ngoan ngoãn đón lấy sự săn sóc của chị. Nàng mỉm những nụ cười u rũ mỗi khi Trâm thăm hỏi, đôi mắt cảm ơn. Nàng uống cạn những chén thuốc Trâm đưa tới, cố nuốt những bát cháo Trâm dỗ nàng ăn. Lúc nào Thoa cũng dịu dàng, cũng vâng theo. Cho đến khi nàng không còn đủ sức để làm vui lòng chị nữa, công chạy chữa đã thành vô hiệu. Trâm khóc và gạn hỏi, nhưng Thoa không tỏ một ý muốn dối răng gì. Nàng phải nằm tất cả 8 ngày, bệnh kình chỉ có nửa ngày và nửa đêm, lúc hấp hối cũng rất mau chóng. Trong cái hòm mà ngày sống Thoa giữ gìn rất cẩn mật, không cho ai động vào, Trâm thấy dưới đám áo quần tất cả vốn liếng của cải của em, 80 bạc gói trong vuông nhiễu điều, những đồ chơi trẻ con của Thoa hồi xưa gói trong cái khăn tay thêu đầu tiên, cái lược gãy của Lạc, em trai nàng, cái đoạn tóc của em gái, cái ruột tượng đũi của bà mẹ, một hộp con đựng màu mực, tháp bút, cái kính trắng của ông Tú vứt bỏ, cùng với một quyển sách chữ nho mỏng gấp đôi. Kỷ vật của các người thân mà có lẽ nàng vẫn yêu, vẫn nhớ suốt đời trong sự lặng lẽ của nàng. Riêng trong một túi bằng gấm lớn, khâu theo kiểu phong bì, mấy thứ hàng lụa nàng định mặc khi lấy chồng, một cái lược ngà Trâm mua cho nàng, mấy bức thư Tấn gửi cho vợ chồng Trâm và mấy tấm danh thiếp.
Trâm bỗng chú ý đến một tờ giấy gập nhỏ, mỏng mực khác. Trên đó có một vài câu dập xóa trong những hàng sau này: cậu mợ tôi gửi lời thăm ông được bình yên. Từ ngày ông đổi vào Sài Gòn, cậu mợ tôi vẫn thường nhắc ông luôn. Dì tôi cũng bảo tôi gửi lời hỏi thăm ông và anh bé. Dì tôi gửi vào làm quà cho anh bé 28 mù xoan lụa, một cái nhẫn mặt ngọc và một đôi áo len. Thì xa tờ giáp một bức thư, nét chữ của Tuyên, thư đề ngày 12 tháng 4 năm 1920. 8 năm rồi, biết bao nhiêu đắn đo, bao nhiêu công phu trước khi nàng gửi được bức thư ấy.